Chào các bạn nha, mình sẽ máy mỗi Windows nó sẽ báo như này. Mình sẽ vào cách xử lý là sẽ tắt đi, sẽ vào mình sẽ bật lên máy chào nha, mình sẽ ấn F2 để vào chế độ, nó có chế độ như đây là system configuration, sẽ vào đây, nó sẽ vào cái đoạn SATA operation. Bạn sẽ ấn vào chỗ AHCI. Cái lỗi này nguyên nhân đó là máy tắt đột ngột. Bạn ấn nhát chỉ cần tenew. Bạn ấn apply. Xong ấn vào chữ Airship. Máy sẽ tự động khởi động lại, xem nó lên không. Mình tiếp tục tập 1. F1 tiếp tục. Mình sẽ vào bắt đầu khởi động lại chương trình Windows, xem có vào không. Windows bắt đầu chạy. Ok, vào đấy các bạn. Cái lỗi này do nguyên nhân là máy tắt đột ngột, mình sẽ báo cái hiện tượng là strong window, lỗi window. Các bạn sẽ vào khởi động lại máy, vào window ấy. Dòng máy mình là i5, con này là con Nordel E6 6430, E6 430. Chậm chút. Đợi nó hơi lâu. Ok, đâu ấy. Máy vào Windows. Ok, chào các bạn nha.